VN Index là một chỉ số thị trường thể hiện sự biến động giá của cổ phiếu hiện đang được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sàn HOSE. Dựa vào chỉ số này, người ta có thể biết được cụ thể quy mô cũng như giá trị các cổ phiếu tại thời điểm hiện tại so với các mức giá tính theo ngày cơ sở là ngày 28 tháng 7 năm 2000. Đây là chỉ số được tính toán và tổng hợp theo các biến động giá diễn ra mỗi ngày của tất cả các mã đã niêm yết trên sàn HOSE. Sử dụng VN Index cho mục tiêu phân tích, đánh giá và dự đoán sự biến động thị trường trong ngắn hạn hay dài hạn đều rất hiệu quả. Nó giúp nhà giao dịch tự tin đưa ra quyết định đầu tư tốt nhất. Công thức tính là chỉ số VN Index bằng tổng giá trị thị trường thời điểm hiện tại chia cho tổng giá trị thị trường thời điểm gốc rồi nhân với 100. Ví dụ, hôm nay kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 1.103 điểm. Điều này có nghĩa tổng giá trị thị trường tính đến hôm nay của tất cả các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE đạt gấp 11 lần giá trị so với ngày cơ sở.